Sứ điệp của Đức Benedicto thứ 16 nói với các bạn trẻ ở Plaza de Cibeles, Madrid, ngày 18 tháng 8 năm 2011. Các bạn trẻ thân mến, cảm ơn các bạn trẻ, các con đại diện cho năm châu lục đã gửi tới cha những lời rất tốt đẹp. Chào chào mừng tất cả các con tụ họp nơi đây với lòng yêu mến. Các con những người trẻ từ châu Đại Dương, châu Phi, châu Mỹ, châu Á và châu Âu, và tới tất cả những ai không thể có mặt ở đây hôm nay, cha luôn luôn giữ các con trong trái tim của cha và cầu nguyện cho các con. Thiên Chúa đã cho cha có ân sủng để cùng với các con hôm nay ở đây và khi chúng ta tập hợp lại với nhau để cùng lắng nghe lời của Ngài. Trong bài đọc sách thánh vừa được công bố, chúng ta nghe một đoạn phúc âm, những lời của Chúa Giêsu và muốn rằng những lời đó được mang vào thực hành trong cuộc sống. Có những lời nói mà chỉ dùng cho việc giải trí, thoáng qua như một làn gió trống vắng. Nhưng mặt khác, cũng có những lời nói như những lời nói của Chúa Giêsu phải đi vào được trong trái tim của chúng ta, bén rễ và nở hoa trong sống. Nếu không, chúng vẫn chỉ là trống rỗng và trở thành phù du. Chúng không dẫn chúng ta tới Chúa, và kết quả là Đức Kitô vẫn còn ở ngoài cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng, chỉ cần một tiếng nói trong số nhiều tiếng nói khác, nhưng là tiếng nói rất quen thuộc của Chúa với chúng ta. Hơn nữa, Thầy Chi Thánh nói và dạy dỗ những điều không phải học được từ những người khác, nhưng là do chính bản thân Ngài. Chỉ có mình Ngài thực sự biết con đường hướng về Thiên Chúa. Bởi vì người là người mở ra con đường đó cho chúng ta, Ngài đã làm như vậy hầu chúng ta có cuộc sống đích thực, cuộc sống luôn đáng sống trong mọi hoàn cảnh, và thậm chí tử vong cũng không thể phá hủy được. Phúc âm tiếp theo giải thích những điều này với hình ảnh gợi nhiều liên tưởng về người xây nhà trên tảng đá vững chắc, đề kháng với sự tấn công của nghịch cảnh, và trái ngược với ai đó xây dựng nhà trên cát. Và ngày nay có thể nói coi nó như một thiên đường, nhưng mà nó sẽ sụp đổ ngay với cơn gió đầu tiên và trở thành đống đổ nát. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy lắng nghe những lời của Chúa, những lời có thể đem lại cho các con tinh thần và cuộc sống, là như những gốc rễ nuôi dưỡng sự sống của các con, là quy luật của cuộc sống mà so sánh tâm hồn nghèo khó, khao khát công lý, đầy lòng thương xót, tinh khiết trong trái tim những người yêu hòa bình, con người của Chúa Kitô. Khi chúng ta nghe lời Chúa thường xuyên mỗi ngày, như là người không lừa dối, là nơi mà chúng ta muốn chia sẻ con đường của cuộc sống. Tất nhiên, các con biết rằng khi chúng ta không đi bên cạnh Chúa Kitô, người hướng đạo của chúng ta bị lạc trên những con đường khác, giống như con đường mù quáng và ích kỷ, hoặc đường phỉnh định tâng bốc, lừa dối và hay thay đổi, những con đường để lại sự trống rỗng và thất vọng khi tỉnh giấc. Các con hãy sử dụng những ngày này để biết Chúa Kitô tốt hơn và để đảm bảo rằng bắt nguồn từ Ngài, sự nhiệt tình và hạnh phúc của các con, sự mong muốn tiến đi xa hơn của các con đạt tới chiều cao, ngay cả tới chính Thiên Chúa. Luôn luôn có được một tương lai chắc chắn bởi vì sự viên mãn của cuộc sống đã được gầy dựng trong lòng các con. Hãy để cuộc sống phát triển cùng với ân sủng của Thiên Chúa một cách quảng đại và không chỉ là biện pháp nửa chừng, khi các con vẫn kiên định trong mục tiêu nên thánh thiện, và khi đối mặt với những yếu đuối của chúng ta, đôi khi áp đảo chúng ta có thể dựa vào lòng thương xót của Chúa. Ngài luôn sẵn sàng giúp chúng ta và ban cho chúng ta sự tha thứ trong bí tích hòa giải. Nếu các con xây dựng trên đá rắn chắc, không chỉ cuộc sống của các con sẽ được vững chắc và ổn định, nhưng nó cũng sẽ giúp tỏa ánh sáng của Chúa Kitô chiếu sáng trên những người trong độ tuổi của các con và trên toàn nhân loại, trình bày một sự thay thế hợp lý cho tất cả những ai đang thiếu sót. Bởi vì các yếu tố cần thiết trong cuộc sống kiên định và cho những ai thường theo ý tưởng thời trang, họ tìm cái tạm bợ hiện tại bây giờ mà thôi, quên đi công lý thật sự, hoặc tự chôn vùi trong ý kiến riêng của mình,
thay vì tìm kiếm sự thật đơn giản. Thật vậy, có rất nhiều người tạo ra vị thần riêng của mình. Họ tin rằng họ không cần gốc rễ hoặc nền tảng khác hơn là bản thân họ. Tự họ quyết định những gì là đúng hay không, những gì là tốt hay xấu, những gì là công chính hay bất công, và ai được sống hay ai sẽ bị hy sinh vì lợi ích của các ưu tiên khác. Đi từng bước chạy theo cơ hội, không có con đường rõ ràng, tự cho phép mình bước theo ý muốn của mỗi thời điểm. Những cám dỗ như thế luôn luôn chờ đợi sẵn đó. Điều quan trọng là không để mình bị nuông chiều theo chúng được, bởi vì trong thực tế, chúng dẫn đến một cái gì đó phù du, nhưng một sự tồn tại nào đó không có chân trời, tự do nhưng không có Thiên Chúa. Còn chúng ta, trái lại, biết rõ ràng chúng ta đang được tạo dựng trong tự do, trong hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta phải tiên phong trong việc tìm kiếm chân lý và sự tốt lành, chịu trách nhiệm về hành động của chính mình, không chỉ là thực thi cách mù quáng, nhưng đồng sáng tạo trong nhiệm vụ nuôi dưỡng và làm đẹp các công trình của sáng tạo. Thiên Chúa tìm kiếm những ai chịu trách nhiệm, những ai có thể đối thoại với Ngài và yêu mến Ngài. Thông qua Chúa Kitô, chúng ta có thể thực sự thành công và được thiết thân trong Ngài. Chúng ta tạo được đôi cánh cho sự tự do của chúng ta. Đó lại chẳng phải là lý do tuyệt vời cho niềm vui của chúng ta hay sao? Đó lại không phải là cơ sở vững chắc để xây dựng nền văn minh tình yêu và cuộc sống có khả năng nhân bản cho tất cả chúng ta hay sao? Các con thân mến, phải cẩn trọng và khôn ngoan xây dựng cuộc sống của các con trên nền tảng vững chắc là Chúa Kitô. Sự khôn ngoan và thận trọng sẽ hướng dẫn các bước đi của các con. Không có gì sẽ làm cho các con sợ hãi, và hòa bình sẽ ngự trị trong trái tim của các con. Rồi các con sẽ được may mắn và hạnh phúc, và hạnh phúc của các con sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Họ sẽ tự hỏi đâu là bí quyết của cuộc sống của các con, và họ sẽ khám phá ra rằng tảng đá nằm nền tảng xây dựng toàn bộ cuộc sống, và trên nền tảng này tất cả sự hiện hữu của các con, đó chính là con người của Đức Kitô. Người là bạn hữu của các con, là huynh đệ và là Chúa, là con Thiên Chúa nhập thể, là người mang lại ý nghĩa cho tất cả vũ trụ. Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã sống lại hầu chúng ta có sự sống, và bây giờ từ trên ngai của Chúa Cha, Ngài đồng hành với tất cả chúng ta, nam cũng như nữ, luôn luôn liên tục theo dõi bảo vệ mỗi người chúng ta. Cha phó thác những thành quả ngày Chúa Trẻ thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria, người đã nói xin vâng theo ý của Thiên Chúa và dạy chúng ta một tấm gương duy nhất trung thành với con Thiên Chúa. Mẹ Maria bước đi theo cái chết của Chúa trên thánh giá. Chúng ta hãy suy niệm sâu xa hơn trong chặng đường thánh giá, và chúng ta hãy cầu nguyện rằng giống như mẹ Maria, chúng ta nói vâng với Chúa Kitô hôm nay cũng có thể là một lời xin vâng vô điều kiện cho tình bằng hữu với Chúa, không những chỉ cho tới hôm nay mà còn cho tới tận cùng cuộc sống. Cảm ơn tất cả các con rất nhiều. Thank you.
Souvenir qui nous envie.